Xin mời các bạn nghe tiếp loạt bài sự kiện 30 tháng 4 nhìn từ nhiều phía của tác giả Giao Hưởng kỳ 20. Cái chết Diệm Nhu qua hồ sơ tối mật của Ngũ Giác Đài. Sắc tổng thống Diệm được khiêng ra khỏi chiếc xe bọc thép và bị đặt nằm chơ vơ dưới đất. Viên hạ sĩ quan trên chiếc xe M113 ấy nhảy xuống lặng lẽ rút chiếc khăn tay trong túi mình đắp lên mặt ông Diệm như chừng để người chết đỡ phải trơ trọi dưới ánh nắng. Có lẽ chiếc khăn tay kia là vật an ủi duy nhất dành cho linh hồn người mới qua đời vào những phút xa cơ, máu chưa khô hẳn. Lúc sống, không mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt người chết đó, tức là Diệm. Ngay những viên chức thuộc hàng cao cấp nhất của Dinh Gia Long khi ôm hồ sơ lên trình tổng thống cũng phải cúi ngó mũi dày, chưa dám đường đột ngẩng lên vội. Cụ Vương Hồng Sền đã quan sát và ghi lại như vậy qua lần gặp tổng thống Diệm để thẩm định đồ cổ tại Dinh Gia Long. Đọc chi tiết Vương Hồng Sền hơn nửa đời hư, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 1999, trang 457-464. Nằm cạnh xác ông Diệm, dưới cột cờ của Bộ Tổng Tham mưu là xác Ngô Đình Nhu, há hốc, mắt nhắm, máu ở miệng trào ra và hai bên mép, và máu ở dưới cổ đã trở thành đen. Cao Thế Dung, Trần Kim Tuyến làm thế nào để giết một tổng thống? Hai ông nằm hiu quạnh giữa trời hơn 8 tiếng đồng hồ từ trưa đến lúc sập tối 11 giờ 15 đến 19 giờ 30 mới được chuyển đi nơi khác. Quãng thời gian ấy, lực lượng phòng vệ nhận lệnh thiết lập hàng rào sắt đề phòng dân chúng đang quá đỗi phấn khích về cuộc đảo chính thành công có thể kéo đến cướp xác. Cũng ngăn cấm tuyệt đối các nhà báo đến chụp ảnh đưa tin, chỉ có các tướng lãnh của hội đồng quân nhân đảo chính mới được vạng lai quanh hai xác chết. Xong ngay giữa trưa gần giờ ngọ hôm ấy, tức là ngày 2 tháng 11, trong từ địa vắng lặng đó xuất hiện bóng trung tá Lucien Cohen của CIA bước đến lật chiếc khăn tay lên để nhận diện tử thi. Khi xác định hai cái chết nằm dưới cột cờ là Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu, Cohen điện ngay về tòa đại sứ để Camelot biết được tin tức mới nhất về số phận Ngô Đình Diệm Nhu bằng một cách nói mật khẩu đầy ẩn ý. Mùa thu thì lá phải bay thôi. Camelot hiểu ngay Diệm Nhu đã bị thanh toán và lốt tức tốc thảo bản tin gửi Nhà Trắng hân hoan vì cuộc đảo chính thành công mỹ mãn về mọi phương diện. Xong, Tổng thống Kennedy choáng váng đã tái mặt đi và bước ra khỏi phòng họp để chấn tĩnh lại khi biết tin Diệm Nhu bị bắn chết. Còn vì kể và ghi là ngày hôm ấy, tức là ngày 2 tháng 11 năm 1963, rơi vào ngày lễ của những người chết theo lịch của Công giáo, Tổng thống Kennedy triệu tập cuộc họp bất thường với Đồng An ninh Quốc gia, thông báo nội dung bức điện của Đại sứ Camelot và không mấy ai có mặt tán thưởng nội dung trên, chỉ có một người đánh giá cao thành tích ngoạn mục của Đại sứ Lốt là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dean Rock. Trong quá khứ, theo William Colby, khi Kennedy nghe một người bạn kết tội Diệm Nhu là hai thiên bạo chúa, Kennedy đã đáp không, họ ở trong một hoàn cảnh khó khăn và họ đã làm hết sức mình cho đất nước của họ. Nhưng bây giờ, ông biết mình đang phải đương đầu với một vấn đề nghiêm trọng bởi chính là chính phủ ông đã ủng hộ cho cuộc đảo chính. William Colby, chiến thắng bị bỏ lỡ, sách đã dẫn kỳ 3 trang 207. William Colby viết, tối hôm đó, Colby mời vợ chồng Nonthing, cựu đại sứ Mỹ ở Nam Việt Nam, và vợ chồng Richardson, cựu trưởng văn phòng CIA tại Sài Gòn, tới dự bữa cơm trưa. Bữa cơm kéo dài đến tận khuya, có lẽ đó là buổi túc trực đêm bên người chết duy nhất của người Mỹ dành cho hai anh em Diệm Nhu, và những người có mặt đều kinh ngạc khi biết chính phủ Mỹ góp phần trực tiếp vào việc lật đổ ông Diệm và cái chết của ông ta, sách đã dẫn trang 208. Dưới đây gồm một số trích dẫn tiêu biểu từ cuốn hồ sơ mật Top Secret của Ngũ Giác Đài, người Mỹ làm thế nào để giết Tổng thống Việt Nam, theo bản in bằng chữ đúc chỉ mất, trang ghi tên nhà xuất bản, dày 220 trang, để bạn đọc tham khảo thêm về vai trò người Mỹ trong sự kiện ngày 1 tháng 11 năm 1963. Thứ nhất, bản nghiên cứu của Ngũ Giác Đài xác định rằng bắt đầu từ tháng 8 năm 1963, chúng ta đã nhiều lần cho phép, chấp thuận và khuyến khích những cố gắng đảo chính của các tướng lãnh Việt Nam và dành sự yểm trợ hoàn toàn cho một chính phủ kế tiếp sau chế độ Diệm. Hồi tháng 10 năm 1963, chúng ta đã cắt viện trợ cho Diệm và duy trì sự tiếp xúc kín đáo với họ, các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa chống Diệm. Trang 13. Ngày 10 tháng 7 năm 1963, nội dung bản đánh giá tình báo quốc gia số 53263 dự đoán cuộc khủng hoảng Phật giáo ở miền Nam Việt Nam làm nổi bật và gia tăng sự bất mãn lan rộng từ lâu đối với chế độ Diệm, những xáo trộn và cơ hội của một quốc gia đảo chính
của một cuộc đảo chính hay mưu sát nhằm vào ông Diệm sẽ có thể thuận lợi hơn bao giờ hết. Trang 40. Ngày 25 tháng 8 năm 1963, Cáp Lốt Phúc đáp nhanh về Washington đề nghị chúng ta đi thẳng vào các tướng lãnh và không cho Diệm biết. Cùng ngày, thư của Bộ Ngoại giao Mỹ do Ngoại trưởng George Sobo ký gửi đại sứ Cáp Lốt, nước Mỹ không dung dưỡng vai trò đầy thế lực của ông Nhu và bà vợ ông, tức Trần Lệ Xuân, lâu hơn nữa. Đồng thời xác định ủng hộ ông Cáp Lốt đến cùng cho các hành động mà ông nhằm đạt các mục tiêu lật đổ Diệm. Trang 44. Trước đảo chánh một hôm, tức là ngày 30 tháng 10 năm 1963, từ Washington, Bundy, phụ tá Tổng thống Kennedy đặc trách an ninh quốc gia, điện trả lời Cáp Lốt, nhấn mạnh vì quyền lợi của nước Mỹ, cuộc đảo chánh phải thành công. Trang thứ 12. Nếu thất bại, tòa đại sứ Mỹ và các cơ quan liên hệ khác của Mỹ sẽ mở rộng cửa đón các tư lãnh chống chế độ Diệm vào tị nạn chính trị. Người Mỹ mỗi ngày chi ra 1 triệu USD thời năm 1963 cho Việt Nam Cộng Hòa, không thể để kịch bản Sài Gòn rơi vào tay kẻ khác. Sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, bất ổn chưa từng thấy nghiêng ngả chính trường Sài Gòn với 6 chính phủ liên tiếp thay thế nhau. Trong vòng chưa đầy 3 năm 1963-1967 được lược sử lập hiến Việt Nam của Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 trang 119-120 nêu rõ thời hạn của từng chính phủ lên rồi xuống theo nhịp độ đổ quân của Mỹ vào Nam Việt Nam. Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ từ 4 tháng 11 năm 1963 đến 30 tháng 1 năm 1964. Chính phủ Nguyễn Khánh từ 8 tháng 2 năm 1964 đến 26 tháng 10 năm 1964. Chính phủ Trần Văn Hương từ 31 tháng 10 năm 1964 đến 27 tháng 1 năm 1965. Chính phủ Nguyễn Xuân Oánh từ 28 tháng 1 năm 1965 đến 16 tháng 2 năm 1965. Chính phủ Phan Huy Quát từ 16 tháng 2 năm 1965 đến 12 tháng 6 năm 1965. Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ từ 19 tháng 6 năm 1965 đến ngày 9 tháng 11 năm 1967. Trong bối cảnh đó, hàng loạt cuộc đảo chính nổ ra làm rung chuyển Sài Gòn, ở cuộc nổi dậy ngày 19 tháng 12 năm 1965 đánh chiếm căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, đài phát thanh quốc gia và nhiều cứ điểm quân sự trọng yếu trên địa bàn Sài Gòn, dẫn đến phiên tòa quân sự. Mặt trận tuyên án tử hình vắng mặt Thiếu tướng Lâm Văn Phát và Đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo. Kỳ 21, Đại tướng Nguyễn Khánh cầm đầu cứu Nguyễn Kiêu Kỳ trong cơn nguy cấp. Được tin Thiếu tướng Lâm Văn Phát đưa xe tăng đến nhà riêng tìm bắt mình, Đại tướng Nguyễn Khánh tức khắc lời rời Bộ Tổng tham mưu. Nguyễn Khánh bị lên án là tác nhân chủ chốt cho những cuộc khủng hoảng chính trị và rối ren của xã hội đương thời. Ông thâu tóm quyền hành làm thủ tướng rồi chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, chủ tịch Việt Nam Cộng hòa, đại tướng, tổng tư lệnh quân đội để chống lại khuynh hướng độc tài trị của ông. Cuộc chính biến ngày 19 tháng 2 năm 65 nổ ra, muốn bắt giữ ông chưa biết chạy đi đâu về đâu vì nhiều nẻo đường đã bị quân đảo chánh của Phạm Ngọc Thảo và Lâm Văn Phát trấn giữ. Trong lúc bối rối, ông điện thoại liên lạc với Thiếu tướng Không quân Nguyễn Cao Kỳ báo để Kỳ biết hiện có nhiều xe tăng binh sĩ đột ngột xuất hiện giữa Sài Gòn và ông phải chạy vào phi trường Tân Sơn Nhất để nhờ Kỳ. Khi điện thoại của Khánh là lúc Kỳ đang đánh bài mặt trược với các viên phi công dưới quyền, Kỳ vội vàng đứng lên giục các phi công trên phải chờ ngay về phi đoàn lấy máy bay để bay lên quan sát xem có chuyện gì xảy ra. Thật bất ngờ, mới bước ra khỏi tòa nhà họ đã quay lại nói với Kỳ là họ không thể chạy đến các máy bay của họ được vì quanh phi trường chỗ nào cũng có xe tăng với giáp. Nghe vậy, Kỳ nhảy lên chiếc xe dép tự lái đi, xem xét tình hình thế nào. Ra tới cổng, Kỳ đã gặp ngay Khánh, chờ tới trên chiếc xe Mercedes có cắm cờ lệnh của Bộ Tổng tham mưu. Khánh nói đại ý, Phát, tức Thiếu tướng Lâm Văn Phát, và Thảo, Đại tá Phạm Ngọc Thảo đã động binh tạo phản, đang hầu như làm chủ tình hình ở Sài Gòn từ 11h30 trưa hôm đó, tức là ngày 19 tháng 12 năm 1965, rồi hỏi Kỳ. Anh có cách nào đưa tôi ra khỏi đấy không? Chắc tôi không thể làm được, mấy phi công của tôi không thể cất cánh. Khánh này nỉ Kỳ hãy cố giúp mình, đi bất cứ đâu miễn là chúng ta đi khỏi chỗ này. Kỳ đáp, thôi được, nếu cần đi thì chúng ta nên đi mau. Nói xong, Kỳ bảo Khánh hãy bỏ chiếc Mercedes lại để nhảy lên xe dép với Kỳ, cùng nổ máy chạy đến phía sau một ngôi nhà, có để sẵn máy bay theo một lối đi riêng, nơi mà lúc nào cũng có một chiếc máy bay sẵn sàng cất cánh trong trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi chạy nhanh đến nơi đó, tránh không cho binh sĩ của Phát trông thấy, và các binh sĩ này hình như cũng không tiến sâu hơn nữa vào trong căn cứ không quân. Kỳ khởi động máy bay và giục Khánh lên ngồi trên một ghế hành khách và lái ra phi đạo. Chúng tôi ra phi đạo vừa đúng lúc, bởi vì khi ấy tôi nhìn về hướng cuối phi đạo, thấy có 20 chiếc xe tăng đang tiến ngược chiều về phía chúng tôi, không thể trở lũi được nữa. Vì vậy,
mà tôi cho chiếc máy bay DC-3 cũ quay hết tốc lực máy, chạy nhanh trên phi đạo và cất cánh. Hai xe của máy bay lướt sát trên xe tăng. Hai bánh xe của máy bay lướt sát trên xe tăng. Hồi ký Nguyễn Cao Kỳ, chúng ta thua trận ở Việt Nam như thế nào? Theo bản dịch của Thông tấn xã Việt Nam, máy bay chở Khánh đáp xuống phi trường gần Đà Lạt để Khánh xuống và Kỳ quay trở lại hướng Nam đến Sài Gòn. Kỳ phải bay vòng vòng một hồi bởi ông không thể đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vì các đơn vị thiết giáp và cả bộ binh đang bao vây căn cứ không quân. Họ có thể bất thần nổ súng bắn Hà Kỳ nếu có lệnh của tướng Lâm Văn Phát. Lâm Văn Phát, sinh năm 1920 tại Cần Thơ, từng làm Tổng trưởng Nội vụ Việt Nam Cộng Hòa và Tư lệnh Biệt khu Thủ đô Sài Gòn. Ông tốt nghiệp thủ khoa, khoa 1 trường Võ bị Liên quân Viễn Đông tại Đà Lạt năm 1947, học trường thiết giáp kỵ binh sau mơ của Pháp năm 1950, trường sĩ quan chỉ huy và tham mưu Fort Leavenworth tại Mỹ, US Army Command and General Staff College năm 1959, thăng cấp đại tá và bổ nhiệm làm phó tư lệnh quân đoàn 3 năm 1963. Chị ruột của Lâm Văn Phát là người đẹp Tây Đô Lâm Thị Phấn, thiếu tá tình báo quân đội nhân dân Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang, người đã nhắc đến ông với đặc điểm là chuyên gia đảo chính. Qua 4 lần tham gia, một lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963, được hội đồng các tư lĩnh thăng lên thiếu tướng ngày 2 tháng 11 năm ấy 2, chỉnh lý phế truất tướng 4 tướng Đôn, Đính, Kim Xuân ủng hộ tướng Nguyễn Khánh lên cầm quyền. 3. Do tướng Nguyễn Khánh muốn độc tài độc trị nên ông lại cùng trung tướng Dương Văn Đức kéo quân lên Sài Gòn mưu lật đổ Nguyễn Khánh ngày 13 tháng 9 năm 1964 nhưng bất thành. 4. Cầm đầu cuộc đảo chính do đại tá Phạm Ngọc Thảo tổ chức ngày 19 tháng 2 năm 1965. Nhắc lại, Nguyễn Cao Kỳ đưa Khánh thoát lên Đà Lạt bằng máy bay, khi quay về đã không đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất được, phải bay đi Biên Hòa cách Tân Sơn Nhất khoảng 20 dặm về phía Bắc và đáp xuống. Do căn cứ không quân Biên Hòa chưa lọt vào tay quân đảo chính của Lâm Văn Phát, ở đó Kỳ nhanh chóng tụ họp hội đồng nội các, có cả tướng Nguyễn Thanh Thi cũng từ Đà Nẵng bay vào. Cuộc họp quyết định bãi nhiệm Nguyễn Khánh và tiến chiếm Sài Gòn. Kỳ viết: "Chúng tôi phải dẹp được Phát trước đã. Tôi quyết định đe dọa sử dụng sức mạnh của không quân, một lối đe dọa mà trước kia đã tỏ ra hiệu quả, và tôi sắp sửa tìm cách tiếp xúc với Phát thì không báo trước." Tướng Robert Rowan, cố vấn Hoa Kỳ cạnh không quân Việt Nam, đã gọi dây nói cho tôi vào lúc 3 giờ trưa và hỏi: "Chính phủ của tôi muốn biết là ông có đứng về phía phe nổi loạn hay không?" Tôi trả lời là tôi không có theo phe nổi loạn, và tiếp: "Tốt hơn là ông nên nói với mấy người đó, tức là Lâm Văn Phát và Phạm Ngọc Thảo, hãy rút khỏi tổng hành dinh của tôi ở Sài Gòn. Còn nói với họ là cho họ 4 tiếng đồng hồ để rút, nghĩa là đến 7 giờ chiều hôm nay nếu họ không rút ra tôi sẽ đánh bom khu vực Sài Gòn." Việc đánh bom Sài Gòn thực sự gần như đã có thể xảy ra. Đến 6 rưỡi, Roland đã gọi dây nói cho tôi: "Ông Kỳ, ngay bây giờ đừng làm như vậy, gạt bỏ tất cả mọi chuyện khác ra. Tôi hiện vẫn đang còn ở tại Tổng Hành Dinh. Nếu ông đánh bom Tổng Hành Dinh, ông sẽ đánh bom luôn cả tôi nữa." Kỳ 22, đại sứ Marcel Taylor với cảm tử quân Cộng sản Việt Nam. Marcel Taylor được báo trước về hành tung táo bạo của các cảm tử quân Cộng sản Việt Nam, nhưng ông vẫn bất ngờ và cay đắng khi tòa đại sứ Mỹ của ông ở Sài Gòn bị đánh sập hoàn toàn bằng 150 kg thuốc nổ. Việc xảy ra trong vòng nhân quả, cá nhân gieo xuống từ cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai phe Cộng sản và Quốc gia vào giữa thế kỷ 20 với những lời tuyên bố một mất một còn của đôi bên. Riêng định mệnh Việt Nam bất hạnh đến gần hơn và rõ hơn vào tháng 1 năm 1964 khi chính phủ Mỹ đồng tình với bản phúc trình mật của Bộ Tổng tham mưu Liên quân Mỹ và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Đại tướng Marcel Taylor rằng miền Nam Việt Nam là trụ cột trong cuộc chiến đương đầu với Cộng sản trên toàn thế giới. Trích hồ sơ tối mật Ngũ Sắc Đài, sách nhạ dẫn kỳ 16, trang 208. Hiển nhiên, miền Nam Việt Nam nhanh chóng trở thành điểm nóng máu lửa nhất hành tinh Mỹ, thẳng tay gạt bỏ bất cứ ai ngăn họ đưa quân đến tham chiến. Điển hình trước đó, họ nhúng tay trực tiếp vào việc lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm và đưa tướng Dương Văn Minh lên khoảng 3 tháng sau, lại loại các tướng già thân Pháp như Đôn, Kím, Đinh Xuân. Do có xu hướng trung lập để đưa các tướng trẻ thân Mỹ như Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu lên thay 1964-1965. Ở giai đoạn đó, đại tướng Nguyễn Khánh vụt sáng thành nhân vật tiêu biểu trên lộ trình mới của Mỹ. Ông ở ngôi quốc trưởng, thủ tướng nhưng không được lòng dân, vì trước tiên ông là người được Ngô Đình Diệm tin cậy. Đêm đảo chính ngày tháng 11 năm 1960, Nguyễn Khánh đã dũng cảm
quyết leo qua tường Dinh Độc Lập để cứu Tổng thống Diệm, nên giới Phật giáo rất lo sợ nếu Nguyên Khanh nắm quyền sẽ là sự quay trở lại của một chế độ Diệm mà không có Diệm. Đọc thêm Vedan Convi sách đã dẫn kỳ 3, trang 159 và 223. Sau nữa, Nguyễn Khánh được hội đồng các tư lệnh bất phục. Do vậy, Mỹ muốn đạt, gạt Khánh. Những biến động chính trị dồn dập, đại sứ Marcel Taylor nhậm chức ngày 4 tháng 7 năm 1964, đứng sau lưng là tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Chánh Thư để dập tắt cuộc nổi dậy do tướng Lâm Văn Phát chỉ huy và đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo lãnh đạo ngày 19 tháng 2 năm 1965. Xem thêm kỳ 21. Nhân đó, Mỹ thúc đẩy các tướng trẻ đứng đầu là tướng Nguyễn Cao Kỳ bãi nhiệm tướng Nguyễn Khánh, buộc ông phải sống lưu vong ở nước ngoài suốt 50 năm cho đến lúc qua đời tại San Jose, California ngày năm 2013, thọ 86 tuổi. Khánh đi rồi, Mỹ tiếp tục đổ quân tham chiến vào miền Nam Việt Nam, theo số liệu do Nguyễn Cao Kỳ nêu trong cuốn hồi ký của ông sách đã dẫn kỳ 21, trang 77. Vào năm 1950, lực lượng Mỹ mới chỉ là cơ quan cố vấn và viện trợ quân sự MAAG với 327 người, đã tăng lên 900 người năm 1960 và 3.200 người năm 1961. Khi cơ quan ấy, MAAG đã nâng lên thành Bộ Tư lệnh Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam, MACV dưới quyền điều động của tướng Paul Harkin đã đạt đến con số 11.300, để rồi năm 1963, số quân Mỹ tổng cộng là 16.500. Vào năm 1964, dưới quyền chỉ huy của tướng Westmoreland đã lên tới 23.000 năm 65. Khi các lực lượng Mỹ đảm nhiệm đầy đủ vai trò chiến đấu, số quân của họ tăng tới 180.000 năm 1966. Số quân này là 389.000 năm 67, là 463.000 năm 1968, 495.000 và năm 1969 nó đã lên tới tột đỉnh với con số 541.500 người. Nguyễn Cao Kỳ nhận định, không kể lực lượng Nam Việt Nam và các lực lượng khác, một quân đội gồm nửa triệu người là một lực lượng vũ trang hết sức to lớn, và một lực lượng Mỹ đã được trang bị những tàu sân bay, những máy bay ném bom phản lực và tất cả những vũ khí hiện đại nhất, tinh vi nhất và khủng khiếp nhất. Tuy vậy, họ đã không thắng nổi trận chiến tranh, và kết quả của việc đưa quân ồ ạt vào mở rộng chiến tranh là phải gánh chịu cuộc phản công mạnh mẽ của những người cộng sản Việt Nam trên toàn miền. Riêng tại Sài Gòn, nơi đại sứ Marcel Taylor cùng trưởng ban bảo vệ các chung cư Mỹ là đại tá Kunze vẫn cho là nơi an toàn nhất của miền Nam, đã phải bất ngờ trước đợt tấn công cảm tử vào chính tòa nhà 5 tầng dùng làm tòa đại sứ Mỹ, tòa lạc nơi đô hội nhất, số 49 Hàm Nghi gần chợ cũ. Trước trận đánh, trinh sát lộ trình đã báo cáo phòng làm việc ở dưới tầng chết của tòa đại sứ chỉ nằm cách lộ 5 mét để dễ kiểm soát người qua lại. Đường Hàm Nghi được phân tuyến quy định cho xe cộ lưu thông một chiều, tuy nhiên do đường hẹp, cuộc tấn công cảm tử bằng xe phóng nhanh vào sẽ đặt quân Mỹ bảo vệ tòa nhà thế bất ngờ, khó trở tay kịp, và trận đánh có mật danh M1 được thông qua với phương án ban đầu là đóng giả một bộ trưởng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đến làm việc với sứ quán Mỹ để đưa xe đặt sẵn chất nổ vào sát cửa tòa đại sứ. Cách đánh trên an toàn hơn nhưng phải cần nhiều ngày để chuẩn bị công phu, mà yêu cầu chính trị lúc ấy là quá gấp, cần thực hiện nhanh nên phải chuyển sang cách đánh táo bạo cho một khối lượng lớn chất nổ lao thẳng vào mục tiêu. Ai đảm nhiệm lái xe cảm tử xông vào, loại xe nào được chọn để chở một tạ rưỡi khối TNT. Kỳ 23, Tổng thống Johnson dưới bóng tòa đại sứ Mỹ. Người phóng xe cảm tử lao thẳng vào cổng tòa đại sứ Mỹ là trinh sát Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B. Anh ta phải nhanh chân thoát khỏi vòng sát thương của khối thuốc nổ do chính anh ta giật nổ xòe trong vòng 20 giây. Nếu trận hông chậm hơn, anh ta sẽ phải bỏ mạng dưới tòa nhà đổ nát. Khối thuốc nổ ấy chở trên chiếc ô tô du lịch hiệu Fragate màu đen bóng láng, được mua trước đó với giá 270.000 đồng, tương đương 2.289 USD, tính theo hối suất năm 1965. Lúc mở trận đánh, 1 USD ăn 118 đồng tiền Sài Gòn. Xem thêm lịch sử Sài Gòn thời kỳ 45-15. Cao Tự Lanh, Hồng Duệ, Hoàng Mai chủ biên, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn, ấn hành năm 2007, trang 164-166. Ngoài 7B, đội cảm tử trực tiếp vào trận còn có Lê Văn Việt, căn cước giả mang tên Nguyễn Văn Hai, Trần Văn Thế, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hoạt động quân báo từ năm 1961, lần này đảm trách chuyển súng ngắn vào điểm X, đã đưa hơn 100
50 TNT cùng kíp nổ đụ xe, dây cháy chậm trên một chiếc xe buôn mủ cao su theo hợp đồng giả với cơ sở cách mạng tư sao. Đến em thạnh nhà ông Mười Vĩnh Long, 68, chặt 168B Trần Quang Khải, quận 1 và Nguyễn Nông, tức Nam Bắc, ở số 194, chặt 5, chặt 5, đường Bạch Đằng, Gia Định. 9 giờ 40 phút ngày 30 tháng 3 năm 1965, họ xuất phát từ quán cà phê Văn Hoa số 85 Trần Quang Khải theo lộ trình. Ba chiếc xe gắn máy lần lượt nối tiếp nhau gồm anh Nam Bắc, trinh sát lộ trình, Trần Văn Thế, bảo vệ xung kích, Lê Văn Việt, xung kích chiếc Wright gây đi hàng thứ tư do Nguyễn Thanh Xuân lái làm nhiệm vụ thọc sâu, sau cùng là Nguyễn Thị Minh Nguyệt trên chiếc Mobile có nhiệm vụ coi chừng cái đuôi, lịch sử Sài Gòn chợ lớn, Gia Định kháng chiến. Trần Hải Phụng và Lưu Phương Thanh chủ biên, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 1994, trang 396. Khi xe do 7B lái tới đoạn đường ngang qua tòa đại sứ, anh ta bất thần tăng ga leo lên lề phóng thẳng đến sát nút cửa chính của tòa nhà, rồi bằng một động tác chuyên nghiệp đã thắng thật nhanh cho xe chồm lên phía trước, nhanh nhẹn bung cửa nhảy ra, tay kia giật nổ xe kích nổ 5 giây rồi 7 giây từ bên kia đường. Hai cảnh sát có vũ trang nghi ngờ nhìn về phía cổng tòa đại sứ định bắn 7B, Tư Việt nổ súng hạ gục cả hai. Nghe tiếng nổ, đám đông công an Sài Gòn mặc thường phục đang ngồi trong các quán nước quanh đó đã ùa ra bao vây. 7B vẫn bình tĩnh rời xe chiếc xe tử thần bắn gục hai lính Mỹ trước khi băng qua vệt vô danh giới và thoát khỏi tầm bắn của súng đại liên đang khạc đạn từ trên lầu năm xuống. Khoảng 190 nhân viên trong tòa đại sứ hoảng hốt chạy vào thang máy và các hành lang thoát hiểm để đến tầng trệt, nhưng không may chưa tới nơi khối TNT đã phát nổ. Tiếng nổ long trời ở tòa đại sứ Mỹ làm cả Sài Gòn náo động, từng đoàn xe cứu hỏa lao tới cùng các đoàn người đổ về đông nghẹt, ai cũng muốn được nhìn tận mắt cảnh tượng bi thảm của nhà trắng ở phương đông. Sức thổi khối thuốc nổ hình lõm làm tất cả các tường phía trong của lầu 1, 2, 3 đều bị sập rỗng, đến tầng 4 song sắt của các tầng đều bị cong queo. 30 chiếc xe du lịch của đại sứ đều cháy rụi, lá cờ Mỹ 50 sao bị hất xuống đất, gạch ngói, ly cốc, giấy tờ bay tơi tả. Sứ quán bị tan hoang trong tro bụi hoang tàn và hỗn loạn. Số Mỹ còn sống sót lót ngóc chui ra mình mẩy bê bết máu. Người ta thấy có cả phó đại sứ Mỹ Alexis Johnson ôm đầu tháo chạy ra phía sau cổng sứ quán. Lúc đó là 10 giờ 55 phút ngày 30 tháng 3 năm 1965. Trên đây là đoạn trích từ cuốn Biệt động Sài Gòn của Nguyễn Đức Hùng, tức Tư Chu, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến trường Sài Gòn Gia Định các năm 68-72, kiêm chỉ huy trưởng các lực lượng biệt động Sài Gòn, nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 1999, trang 113, Tư Chu ghi nhận. Phía chính phủ Mỹ, Tổng thống Johnson ngừng ngay các bước tiếp đái phái đoàn của nước thượng Volta để nghe báo cáo tình hình về tổn thất nặng nề của tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Có hơn 190 người Mỹ vừa chết vừa bị thương. Nếu cụm từ dưới bóng tòa đại sứ Mỹ dùng để chỉ các tướng lãnh và các chính khách Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn ủng hộ chính sách mở rộng chiến tranh của Mỹ, thì lúc đó có thể tạm dùng để chỉ nỗi lòng của Tổng thống Johnson trong ngày tòa đại sứ Mỹ bị đánh tan hoang. Phía tầm cảm tử quân cộng sản lái xe cảm tử Nguyễn Thanh Xuân thoát khỏi vùng ảnh hưởng của 150 kg chất nổ và lần ra phía ngoài. Quắc taxi đến chợ Bến Thành, anh xuống lách qua các gian hàng buôn bán để phòng bị theo dõi, sau đó ung dung về nhà cơ sở. Cảm tử quân Trần Văn Thế bắn viên đạn cuối cùng yểm trợ cho Tư Việt, rồi lên xe gắn máy lách qua ngã ba để qua bên kia chợ cũ, chạy thẳng về nhà khu thu xếp đồ đạc, đưa mẹ anh ra xe đón sẵn để thẳng về chiến khu. Bà cụ đứng tên chiếc Frigate, những biệt động khác cũng an toàn sau trận đánh. Chỉ riêng Tư Việt, cảm tử quân mà sau này chính phủ Mỹ, Tổng thống Johnson, gia đình cố Tổng thống Kennedy và cả ban giám đốc tình báo CIA đều phải nhắc đến tên. Vào giờ phút nguy kịch nhất sau tiếng nổ đánh sập tòa đại sứ Mỹ, Tư Việt bị công an cảnh sát Sài Gòn rượt đuổi. Anh phóng xe lao tới trước nhưng một tay vẫn cầm súng, quay đầu lại bắn trả. Cuộc đấu súng không cân sức diễn ra quyết liệt trên một đoạn ngắn dọc đường Nguyễn Công Trứ, Phó Đức Chính. Thất thế, anh bị trúng đạn từ phía sau xuyên ra phía trước, hất anh ngã xuống gốc cây bên đường. Tư Việt một tay nhét ruột vào bụng, một tay cầm súng với hai viên đạn cuối cùng